Trong quan niệm của nhiều người châu Á thì nhắc đến cái chết là một điều xui xẻo và người ta sẽ thường hạn chế và kiêng kỵ nhắc đến chủ đề này. Tuy nhiên thì theo nhiều người dân châu Âu mà cụ thể là người dân Anh thì vấn đề này họ suy nghĩ thoáng hơn. Theo họ thì cái chết chỉ là một chuyến khởi hành để đi đến một vùng đất mới, một cuộc sống mới và nếu điều đó xảy ra thì họ sẽ mong muốn được tự lựa chọn phương tiện để di chuyển cho mình. Và trong một nghiên cứu mới đây thì người ta đã thống kê được một con số rằng là ở mỗi năm ở Anh có tới 40.000 đám tang mà những chủ nhân của những đám tang này tự lựa chọn phương tiện cho họ. Theo các công ty tổ chức tang lễ tại Anh, hiện có ngày càng nhiều những đơn đặt hàng yêu cầu sử dụng xe Rolls-Royce, Cadillac hồng, xe phân phát sữa và thậm chí là cả xe đạp đôi thay vì những chiếc ô tô đen như thường lệ. Có tới gần 1/4 số người muốn được nằm trên loại xe mà họ yêu thích trên chuyến du hành cuối cùng của đời họ. Trong số những phương tiện này thì xe ngựa kéo và xe đạp đang dẫn đầu xu hướng. Theo giám đốc điều hành một công ty chuyên tổ chức tang lễ, nhiều người lại chọn xe tang theo nghề nghiệp của họ. Chúng tôi có nhiều yêu cầu khác nhau và có thể vài người sẽ thấy kỳ lạ, nhưng với nhiều người thì điều này rất bình thường. Ví dụ một người làm nghề lái máy xúc có thể sẽ muốn được một chiếc máy xúc đưa tiễn trong đám tang của họ. Gia đình và bạn bè họ đều cảm thấy điều này là rất thích hợp, rất trang nghiêm và đầy tôn trọng. Công ty này cũng có cả xe Cadillac vàng hay Land Rover để phục vụ nhu cầu của khách. Theo giáo sư Douglas Davies, một nhà nghiên cứu về các phong tục và tín ngưỡng tại Đại học Durham của Anh, xu hướng này phản ánh khát vọng đề cao cuộc sống của con người. Tôi nghĩ có ngày càng ít người Tây Âu tin rằng có sự sống ở thế giới bên kia và nhìn thấy tương lai đó. Người ta nhìn lại cuộc đời mình và làm tốt nhất những gì có thể. Đó là một cách rất hay để kể lại câu chuyện cuộc đời của bạn. Theo giáo sư Davy, những lựa chọn xe tang có phần vui vẻ nói trên là do người ta muốn dùng sự hài hước để đối diện với cái chết, khiến nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ ta đang sống trong một xã hội có nhiều sự hài hước. Ta hãy dùng sự hài hước để đối diện với nỗi đau, với cái chết. Ở nhiều nơi trên thế giới, trong các đám tang, sự trang nghiêm vẫn đi cùng với sự nhẹ nhàng hài hước. Ngoài ra, cũng theo kết quả của cuộc nghiên cứu nói trên, nhiều người Anh đã mơ ước có những chiếc xe tang có hình dáng của chuyến tàu Hogwarts trong loạt phim về Harry Potter, cỗ máy thời gian TARDIS, chiếc xe Millennium Falcon trong loạt phim Star Wars hay chú thỏ Choi San trong bộ phim Chén Thánh Phiêu Lưu Ký.